Bạn đâu nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, ghé ngay shopriaki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Riaki ở mình, shopriaki.vn, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki ở mình. Sáng nay thì bên Ana Free Fire cho chúng ta sự kiện mua 1 tặng 2 mà tính tiền 3. Nhưng mà từ sáng nó bị lỗi, mãi đến khoảng 11 rưỡi thì sự kiện nó mới mở, đấy, chúng ta mới vào được. Còn từ sáng nếu mà anh em vào nó sẽ ghi là sự kiện tạm thời bị đóng cửa đấy bằng tiếng Anh. Ok, trong này sẽ có một số những cái đồ ví dụ như là cái bom kéo long nha này, cái mặt trang trí này, nói chung là chủ yếu là lấy cái bộ bụi đời thôi. Và toàn bộ cái vòng quay này thì nó giá nó cũng khá rẻ đấy, giá khá rẻ. Đây tôi đang dùng nick phụ nha anh em nhá, tại vì dùng nick chính dạo này có một số bạn nói tôi là được trễ tỷ lệ, cảm giác không hài lòng lắm. Đấy, ok, 450 cộng 300 cộng cho 50 là 900, và 925.000 gương toàn bộ vòng quay này. Đấy, nếu mà mở luôn ra là bộ đồ trang phục thì ngon. Đấy, không mở ra được thì thôi. Đấy, thật ra cái bộ đồ này ấy, ở bên một số server nước ngoài họ bán free. Họ bán với giá là free. Đấy, free nó nằm trong vòng quay vàng. Hình như đợt trước cái bộ này nằm trong vòng quay vàng server Ấn Độ phải. Đấy, nhưng mà riêng về server Việt Nam thì nó sẽ không thể như thế được. Không thể như thế được. Và đây đã là lần thứ 2 bộ ra mắt rồi. Ok, mua thử hộp hỏa quyền nhá. Nào, ra gì đấy? Ra con người tuyết cậu xem nào. Ra người tuyết đấy nào. Ra... Ôi trời, ra luôn người tuyết đấy. Ảo thật đấy. Ra đôi cỏ hoàng xác ấm áp. Đấy, thường thì mấy cái vòng quay mua 1 tặng 2 mà tính tiền 3 này thì nó sẽ rơi nó sẽ như nào nhỉ? Nó sẽ thường cái ô cuối cùng thì mới ra là bộ trang phục. Tức là bất kể anh em có quay ở cái góc độ nào, anh em có quay ở cái đồ nào thì hai cái đồ mà tặng kèm ấy thì cuối cùng cũng là cái xe và cái bộ quần áo. Đấy, cho nói chung là nó cũng không có cái gì gọi là quá là rõ ràng cả. Đấy, nó không có cái gì gọi là quá là dễ dàng để mà cho ta có thể lấy được. Tất cả thứ đều có phải quay đến cuối thì mới húp được, thì tổng cộng là 925. Với 925 im gương thì mình sẽ có một xe, một bộ đồ trang phục, một cái hòm xác, một cái chảo, một cái bom keo, một cái trang trí mặt, và hên lên thì có thể trúng thêm một cái nắm đấm. Hên lên có thể mở ra được cái nắm đấm, thì cái hộp hỏa quyền này cái tỷ lệ nó thì cũng khá là cao. Đấy, ngoài ra chúng ta được thêm một vé quay kim cương, vé chế tác, tính ra 925 kim cương mua một gói như này cá nhân tôi đánh giá cũng được. Mỗi tội bộ trang phục thì không phải ai cũng thích. Đấy, bộ trang phục thì nói thật là không phải anh em nào cũng thích. Đấy, nhiều anh em thì thấy cái bộ trang phục này trông nó khá là a đuổi, có khi nhiều anh em lại không thích lấy. Đấy, hôm qua thì không biết anh em đã lấy khẩu AK hoặc là cái thanh kiếm katana linh hồn chưa. Nhiều anh em khen thanh katana linh hồn rất là đẹp. Đấy, đây, hòm xác cực quang. Tôi thấy có mỗi hòm xác này là cái đẹp nhất ở trong cái vòng quay này. Còn thực ra cái bộ bụi đời đường phố này thì cá nhân tôi đánh giá là nó cũng bình thường, cứ vừa ngồi ở cổng trường bán nước đường và đêm nào cũng ngủ trên giường thôi. Đấy, bộ bụi đời này ấy thì tôi chỉ thấy là có cái tóc ở trong ổ nồi đấy, còn mấy cái kiểu phong cách xanh đỏ trắng này trông không bụi đời lắm. Đấy, được mỗi quả tóc vào trông đẹp nhất. Cái tóc này trông rất là bóng, trông rất là bóng luôn, mà nó lại kiểu bóng anh tím ấy, nhìn nó hay. Đấy, rất là hay luôn. Ok, có một vấn đề mà có một số bạn có nhờ mình giải đáp về cái huy hiệu tổng hợp nâng cấp súng. Đấy, huy hiệu tổng hợp nâng cấp súng là cái gì? Thì huy hiệu tổng hợp nâng cấp súng ấy, đó là khi mà chúng ta đã có một súng nâng cấp lên max rồi thì những cái huy hiệu tiếp theo nó sẽ biến thành cái huy hiệu linh hoạt. Đấy, mảnh linh hoạt. Thì cái mảnh linh hoạt này một số bạn bảo là tại sao bạn có mảnh linh hoạt rồi bạn vẫn không nâng cấp vào súng, thì nó là như này. Tức là một số những cái súng mà mới quá thì nó sẽ chưa thể nào mà sử dụng được, ví dụ như là khẩu Thompson Hắc Thạch Long thì nó sẽ chỉ có súng nào mà nó có cái biểu tượng mảnh linh hoạt thì chúng ta mới có thể đổi được. Còn ba cái súng mà mới ra bao gồm là Thompson Hắc Thạch Long, hay là cái khẩu AR-94 tiếng hú ác quỷ, hay là cái nắm đấm long chảo quyền thì đều chưa có thể dùng mảnh linh hoạt nâng cấp được. Đây, ví dụ như tôi đang thừa một đống huy hiệu đây thì nó sẽ có một cái chỗ cho chúng ta có thể ấn vào chuyển đổi. Đấy, thì chuyển đổi thì khi mà tôi ấn xác nhận ấy thì toàn bộ những cái huy hiệu thừa của tôi ở những cái súng mà đã đạt level 7 nó đều biến thành cái mảnh linh hoạt đấy hết. Để trong tương lai tôi có thể upgrade những cái súng khác của tôi lên, nhưng cái súng đấy phải nằm trong danh sách có sử dụng được cái mảnh linh hoạt. Còn ví dụ như là nếu nó không nằm trong danh sách sử dụng mảnh linh hoạt thì sẽ không được. Thì những súng nào nằm trong danh sách thì đó là những cái súng mà có cái biểu tượng mảnh linh hoạt, ví dụ như AK rồng lộn, AK rồng xanh, anh em nhìn thấy là có mảnh linh hoạt nhá. Đấy, thì nó mới dùng được. Đấy, đây, nó có biểu tượng mảnh linh hoạt thì mới dùng được. Đấy, rồi thì đấy, còn những cái khẩu như Thompson AN-94 hay là tay long chảo quyền thì nó mới ra, nên là nó sẽ không thể sử dụng mảnh linh hoạt được. Đấy, hiểm chưa, hiểm chưa?
hiểm chưa anh em. Anh em tưởng ăn của gà rán là dễ á, thì trừ khi ấy, là anh em chơi những cái ác mà nó cũ, những cái ác mà anh em mua lại mà nó chưa update lên, chưa nâng tài khoản level 7 thì anh em mới dùng được cái mảnh linh hoạt ở mấy cái khẩu cũ này. Đấy, những cái súng nào mà có mảnh linh hoạt thì mới dùng được mảnh linh hoạt nhá. Còn những súng nào mà không có cái biểu tượng mảnh linh hoạt là chưa dùng được. Đấy, phải đến khi mà ra những cái loạt súng mới, nâng cấp mới thì những súng cũ mới nâng cấp được bằng mảnh linh hoạt. Đấy, tính cả rồi, gà rán tính cả rồi. Nhưng mà tất nhiên là không thể nào tính đến độ ngon của những cái tai nghe đến từ Riaki Store. Đến với Riaki Store anh em có thể sở hữu cho mình một chiếc tai nghe với giá dưới 200.000, thậm chí 69k cũng có. Mà với tai nghe này thì đôi khi là anh em không cần súng nâng cấp vẫn có thể hạ cùng một đối phương. Đấy, và đừng quên mua một tai nghe tặng ngay mini Lego, mua quà tản nhiệt tặng ngay bao tay memo nha anh em nhá. Đấy, về cái vụ mảnh linh hoạt ấy thì thật ra ấy, đợt trước bên Anna Free Fire họ không nói rõ ràng, đợt trước bên Anna Free Fire họ để cho chúng ta một cái tính năng là do đổi từ cái mảnh đấy ra một cái hộp, xong từ cái hộp đấy lại mở ra những cái mảnh súng khác. Nhưng mà thấy làm như thế không hay nên bây giờ từ hệ thống OB39 này họ bổ sung thêm cái mảnh linh hoạt. Thì cái mảnh linh hoạt này ấy, cá nhân tôi đánh giá nó cũng hay. Đấy, nó cũng hay dành cho anh em nào mà đặc biệt những anh em nào mà chơi kiểu mua ác. Đấy, hoặc là sở hữu lại ác, ví dụ các bạn có thể tìm ác trên Riaki Store, à trên shop riaki.vn thì ở đó cũng có rất là nhiều các ác Free Fire mà có sẵn, đó là súng nâng cấp đời cũ. Đấy, thì những súng nâng cấp đời cũ đấy ấy, thì nếu như anh em mở ra trùng mảnh của những cái súng mà đã level 7 rồi thì anh em sẽ có thể quy đổi ra những cái huy hiệu súng cũ đó để mà có thể đổi được đồ. À, có thể gọi là nâng cấp cái súng của mình lên. Đấy, cái câu chuyện nó là như vậy thôi, và cách sử dụng đơn giản thôi. Thằng có một số bạn thắc mắc là tại sao chưa nâng cấp được AN-94 hay là chưa nâng cấp được Thompson Hắc Thạch Long với cái huy hiệu linh hoạt của anh em, thì câu chuyện nó là như thế, tức là nó chưa cập nhật. Đấy, bây giờ cập nhật thì ma nó bỏ tiền ra nâng cấp à? Đúng không anh em? Đấy, bây giờ mà cho nâng cấp thoải mái, bây giờ mà cho dùng mảnh linh hoạt ra thì mấy cái súng mới à, tôi đóng mấy trăm cái huy hiệu vào thì tôi bớt được ố tiền. Nhưng mà tất nhiên là bên Ghana sẽ không làm thế, những cái súng mà mới ra thì họ vẫn sẽ khuyến khích là mua thẳng huy hiệu đấy, chứ không cho dùng mảnh linh hoạt. Và nếu như mà nhịn được đấy, chờ đến khi nó có mảnh linh hoạt thì lúc đấy người ta đã dùng cái súng ấy đẫm rồi. Đấy, cái nó như thế. Nhưng mà có một cái chiến lược rất là hay dành cho anh em nào mà không phải là YouTuber, không phải là reviewer, thì anh em có thể gọi là chờ. Anh em muốn nâng lên level 7 hoặc là em level 6 đây, anh em chờ, tức là chúng ta sẽ khi mà súng mới ra chúng ta có thể chỉ cần nâng lên level 4 thôi. Đấy, để có thể sử dụng được cái khẩu súng đấy. Sau đó thì chúng ta cứ tích huy hiệu dần dần, cộng thêm huy hiệu linh hoạt. Đấy, sau một khoảng thời gian thì súng nó sẽ được sử dụng huy hiệu linh hoạt, thì anh em tích từ từ lại, cộng thêm sử dụng huy hiệu linh hoạt, thì anh em sẽ hạ được cái giá để mà nâng cấp vào lên level 7 là rất nhiều. Đặc biệt là khẩu M4 sắp tới, thậm chí nó có ở level 8. Đấy, thậm chí nó có ở level 8 cơ. Đấy, thì không biết là nâng lên level 8 thì nó còn khủng khiếp đến mức như nào. Nhưng mà với mấy ông mà YouTuber như tôi ấy, thì lúc nào cũng phải nâng max lên để test review cho anh em một cách thật là chi tiết. Nhưng mà ví dụ như anh em mà không phải là YouTuber, không phải là reviewer, anh em không cần phải nâng cấp lên max luôn ở thời điểm đấy, mà độ tầm nửa năm sau anh em nâng cấp ấy, thì cái mảnh linh hoạt nó rất là ngon. Đấy, nó rất là giòn luôn. Đấy, ok, sau trận này thì anh đang bị thua 3-1, xong rồi địch lại bắn mình dễ nhỉ. Đấy, dễ thật sự ạ, à, quá dễ luôn, chả thấy địch đâu. lại win à, lại phải pú nữa trận win à. Team tôi có ông mèo xin bắn kinh vãi. Đấy, đáng thấy tên là mèo xinh, nhưng mà đặt là mèo xin bắn kinh vãi trưởng anh em ạ. Úi dồi, lại chiến thắng rồi, lại chiến thắng rồi, game lại là dễ, game lại là easy cũng như một trò đùa. Đấy, game lại là đơn giản như đan rổ. À, ok, vẫn thôi, chả cần mua súng làm gì, cứ trung thành với cả hai khẩu nâng cấp vậy thôi. Trung thành là hai khẩu nâng cấp vậy thôi. Một pha đẩy lên đến vị trí của Ri cà khịa, streamer gà nhất Việt Nam. Nhưng mà thật ra nhiều thằng gà hơn tôi anh em ạ. Đấy, nhiều thằng gà hơn tôi rất là nhiều luôn, gà vịt luôn. À, ok, nhưng mà thật ra dạo này chả hiểu sao mình bắn nó cũng bị kém đi ấy. Tôi cảm giác là từ sau lúc mà tôi đạt được rank huyền thoại của cả tử chiến cả sinh tồn rồi, tự nhiên mình bị mất động lực chơi đi. Đấy, đúng là kiểu bây giờ mình mới hiểu tại sao mấy ông huyền thoại toàn vào trong rank thường bắn. Đấy, toàn vào trong đấu thường bắn. Đâu rồi, địch đâu, ra đây. Đấy, cậu xử lý nào. Ôi dồi, thôi xong rồi, xong rồi, cứu tôi bạn ơi. Cứu tôi, đặt keo, cứu tôi. Ui, không cứu rồi, nó không cứu mình rồi. Và mấy thằng đồng đội ích kỷ và nó không cứu mình anh em ạ. Chán thật sự ấy, buồn sưng sương ấy. Buồn sưng sương trận đấu này luôn ấy. Không cứu tôi anh em ạ. Rồi. Và ui. Và thanh niên thì mình máu ấy, nhảy ra hẳn ngoài bo rồi bắn địch chịu ấy. Và bây giờ chạy vào kiểu gì?
chạy bo kiểu gì, cái bo này đốt khác thì cái bo cuối ở trong sinh tồn đâu. Đấy, tức đi còn một team mình còn hai lại phải thắng à? Lại phải chiến thắng à? Ui giời đây, thằng mèo xin này nó bắn kinh vãi trưởng này. À mèo xỉn à? À hóa ra mèo xỉn, không phải mèo xin. Đấy, ôi giời, thanh niên nhảy xuống dưới thôi, cẩn thận nó bắn chết bạn ơi. Bé mon bắn nó đi kìa, nó nấp đằng sau cái cột kìa, cho nó quả liệu. Đúng rồi, ném nó quả liệu, liệu gì đây? Và ném quả liệu, ném liệu không chính xác lắm nhở, ném quả liệu băng, ui ném quả liệu băng hợp lý. Ném liệu băng hợp lý đấy, ui thằng kia bị đốt kìa. Đấy, nhảy chơi đó, ui rồi ôi bạn chơi nó kiểu gì đấy. Đấy, ôi thôi, min mèo xỉn đấy đứng ở trên nó thịt luôn đấy. Thế lại thắng à, và lại buya. Mình cũng đúng là để bắn phong cách thân hại lại win anh em ạ. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ri, đừng quên để lại mình một like, một subscribe để đẹp trai, một đứa xinh gái nhá. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau. Bye bye.